phú sát hoàng hậu mất, không khí trong cung rất tệ. Không bao lâu, hoàng thượng mượn tuần tra công trình trị thủy Nam Tuần một chuyến giải sầu, may mắn lọt vào danh sách đi Giang Nam. Phong cảnh tuyệt đẹp khiến người ta mê mẩn. Giang Nam xưa nhất định rất đẹp, phong cảnh kiến trúc có phong vị độc đáo, lần này muốn đi dạo. Vui mừng đứng dậy, đưa tay kéo Minh Tương lại, hỏi cô ấy về chuyến đi tuần ở Giang Nam. Thiếu chủ, Giang Nam sản xuất sứ Thanh Hoa, tử Sa Hồ, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cảnh và đồ ăn. Có đồ ngon sao? Nghe nói cua lòng ở đó tách ra hai bên trong đều là gạch cua, người dân địa phương còn dùng để ăn với cơm trắng nữa. Ngươi đừng có nói nữa. Minh Tường thấy dáng vẻ như ma đói của ngươi, nhìn không được liền cười lớn. Thiếu chủ, lúc Nam Tuần các phi tần vẫn có nhiều cơ hội, có thể thưởng thức nguyên liệu thượng cống, người an tâm nha. Không có cách nào để trải nghiệm phong thổ Giang Nam. Ngươi tìm giấy bút, ghi lại lời nói Minh Tương làm chiến lược xuất hành. Minh Tương đoán được ý đồ ngươi, liền hỏi. Thiếu chủ, không phải là người định ra ngoài chơi chứ? Ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Người là phi tần hậu cung, không được lén ra ngoài. Nô tỳ khuyên người nên từ bỏ ý định này đi. Minh Tương, ta muốn tận mắt nhìn thấy cảnh này một lần mới cam tâm. Minh Tương dường như đang rất tức giận. Bình thường nàng ấy nhẹ nhàng, chắc là giận thật rồi. Thiếu chủ xinh đẹp, được thánh thượng ân sủng, cơ hội cùng đi Nam Tuần rất nhiều, sao không cam tâm? Ta biết ngươi sẽ lo lắng ta gặp chuyện, nhưng mà... Minh Tương biết suy nghĩ của ngươi, sẽ tìm cách không cho ngươi ra ngoài, phải tìm cách thuyết phục. Nhưng ta đã hẹn với A Lý Cổn rồi, hắn sẽ bảo vệ ta chu toàn. A Lý Cổn đại nhân, ngài ấy cũng đi cùng người sao? Minh Tường có lý do hoài nghi thiếu chủ đang gạt người ta. Minh Tường đúng thật là một cô nương lanh lợi, muốn ngươi tìm A Lý Cổn đối chất, lúc đó mới tin. Nhưng lúc nãy chỉ là nói dối để Minh Tường yên tâm, thật sự gặp A Lý Cổn không chừng sẽ bị mắng một trận. Lúc này, các thị vệ luyện võ ở sở thị vệ. Minh Tương theo ngươi đến xong, ngươi thấy A Lý Cổn luyện với cảm thấy khó xử. Nhưng Minh Tương cứ trêu chọc, đẩy ngươi về phía A Lý Cổn. Uyển quân! A Lý Cổn thấy ngươi tới tìm, rất vui vẻ. Lời nói dối của ngươi với Minh Tương sắp bị lộ, phải làm sao? Ngươi cố nháy mắt với A Lý Cổn, phòng bị Minh Tương nhìn thấy. A Lý Cổn thấy ngươi hơi lạ, trong lòng nghi hoặc. Ngươi thấy hắn không hiểu ý, đành cho Minh Tương rời đi để thảo luận kế hoạch với A Lý Cổn. Có phải lừa dối ta, lại nghĩ đến chuyện xấu gì phải không? Gì vậy? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Uyển quân, ngươi có thể đừng khiến ta lo lắng không? Ta không có. Ta cảm thấy sau khi ngươi tiến cung đã thay đổi rất nhiều, khác với ngươi trước đây. Đột nhiên ý thức được hành động của mình khác xa với Trần Uyển Quân thật, khiến A Lý Cổn không thể không nghi ngờ được. Ngươi hoảng hốt, không dám nhìn A Lý Cổn, sợ hắn đoán được thân phận mình. Uyển Quân, ta biết vì là một nữ tử khoe cát mà ẩn giấu tính tình thật đã lâu, nhưng không thể cứ liều lĩnh như vậy được. A Lý Cổn, thật ra ta chỉ muốn nhân cơ hội ngao du Giang Nam, cảm nhận con người và phong cảnh ở đó. Có người rồi, chúng ta cùng đi nha. Ta đảm bảo sẽ không đi lung tung đâu mà. Để chuồn ra ngoài chơi, người không tiếc dùng mỹ nhân kế, kéo tay áo A Lý Cổn cố làm nũng. A Lý Cổn trông rất vô cảm,
nhưng không thể giấu đôi tai đang đỏ ửng lên. Anh ta quay sang một bên, cố ý giả vờ trả lời một cách lạnh lùng. Ngươi muốn gì cũng được, nhưng phải đi cùng ta. Được. Sau khi nghe yêu cầu của A Lý Cổn, ngươi chỉ tạm chấp nhận, ước hẹn thời gian gặp nhau của hai người. Lần năm tuần này, việc to nhỏ đều do Nhàn Phi xử lý một cách thỏa đáng, được Thái Hậu khen ngợi. Trăng đêm nay rất đẹp. Ngẩng đầu ngắm trăng, không ngừng nhớ lại nét mặt của Phú Sát Hoàng Hậu. Hoàng hậu nương nương, ngài ở trên trời có sống tốt không? Quay đầu nhìn lại thấy Hoàng thượng đang dự yến tiệc cùng đám quan địa phương. Người có thể nghe được tiếng nhạc cất lên. Đó là tiếng những mỹ nhân mà đám quan dâng lên cho Hoàng thượng. Tuy nhiên, ngươi cảm thấy Hoàng thượng rất phung phí, như đang đắm chìm trong tửu sắc. Nhưng chỉ khi mọi người bận rộn với yến tiệc thì ngươi mới dễ thoát thân. Thiếu chủ, Minh Tường chuẩn bị đồ cho người, trong đó có tiền bạc và vài trang phục đơn giản. Minh Tường, có người tới tìm, nói ta đang nghỉ nha. Sau khi Minh Tường đi, ngươi mở gói đồ ra, lấy thường phục để chuẩn bị thay. Ta phải nhanh chân mới tránh được A Lý Cổn. Lần này ngươi đã suy tính, sau khi lên bờ ăn uống vài bữa mới quay về. Nhưng nếu đi chung với A Lý Cổn, không chừng đi ra ngoài được một ngày thì bị túm về. Ngươi đến thuyền nhỏ bên cạnh thuyền lớn, bỏ gói đồ rồi ngồi xuống. Trần Uyển Quân, giọng nói của A Lý Cổn khiến ngươi lo sợ. Bị phát hiện rồi sao? A Lý Cổn, ngươi tới rồi. Ta đã chờ ngươi nửa ngày đó. Quay đầu nhìn về hướng A Lý Cổn đang nóng giận, nhìn chằm chằm vào ngươi. Bị bắt tại trận, chỉ đành nói dối, giải thích bản thân không có ý gì. Uyển Quân, ngươi học hư rồi. Nếu không xuất phát sẽ trễ thời gian đó, người nhanh chóng đi đi. A Lý Cổn thấy người né tránh, bèn cười nhếch mép, chèo thuyền đến gần bờ. Sau khi thuyền cập bến, A Lý Cổn dìu người đứng dậy. Lên bờ xong, cảm xúc trào dâng về chuyến du lịch ẩm thực Giang Nam cũng xem như bắt đầu thuận lợi. A Lý Cổn cẩn thận giấu thuyền phía sau đám lau sậy, mới đến gần. Uyển Quân, tốt nhất chúng ta cần kịp về thuyền lớn lúc nửa đêm. Không được, thời gian ít quá, đâu có thể đi dạo hết được. A Lý Cổn lo rằng ngươi rời thuyền, bị phát hiện sẽ xảy ra chuyện, liền vội giục ngươi quay về. Thế là ngươi suy nghĩ một lúc, quyết định trêu chọc A Lý Cổn. Đề nghị A Lý Cổn tìm một quán trọ qua đêm. A Lý Cổn quả là thú vị, nghe ngươi trêu chọc liền mặt đỏ tía tai. May có màn đêm che giấu bớt. Uyển Quân, ngươi quá loạn rồi. Ta loạn cái gì? Ngươi sao vậy? Ngươi xấu hổ hả? Ngươi áp sát A Lý Cổn, ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Hắn thấy ngươi đến gần, liền lùi sau hai bước. Ngươi trốn cái gì chứ? Ta cũng không phải là kẻ ăn thịt ngươi. Đột nhiên, A Lý Cổn nắm lấy tay phải của ngươi kéo lại gần. Ngươi mở to mắt nhìn hắn. Ngươi không phải là hổ. Dù sao, đêm nay ta cũng không đi. Ngươi hãy ở lại bên ta. Được, muộn nhất là ngày mai, chúng ta phải trở về. Tìm một khách điếm tao nhã, A Lý Cổn lấy hai căn phòng. Ngươi ở phía sau cười trộm, chàng lúng túng cúi mặt xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, người trên phố rất đông, tiểu thương đa số bày sạp ở hai bên đường. Khi ngươi và A Lý Cổn tán gẫu, bị một bé trai nhìn hơi bẩn đụng trúng. Thấy ngươi hoảng sợ la lên, A Lý Cổn liền hỏi ngươi có phải bị thương ở đâu không. Nhưng ngươi chỉ biết nhìn bé trai kia, nhìn nét mặt xanh xao của cậu ấy, thật đáng thương.
Ta không sao. Đó là bé trai. Ngươi không trách cứ mà còn đưa chiếc bánh vừa mua cho cậu bé. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhận chiếc bánh rồi bước đi. Nhưng đi không được bao xa, liền có một tráng hán cao lớn túm chặt lấy cổ áo của bé trai, còn cướp đi chiếc bánh trong tay của đứa bé. Ngươi giận dữ chỉ thẳng mặt tên đó, lớn tiếng chỉ trích. Ngươi đúng là không biết xấu hổ, đồ của trẻ con cũng lấy. Liên quan gì đến ngươi, nữ nhân điên? Tráng hán hừ một tiếng, cầm bánh ngọt bước đi. Một bên bé trai cúi đầu như muốn khóc. Đừng khóc, ta còn ít đồ ăn nè, nhưng ngươi nhớ giấu kỹ nha. Sau khi cậu bé đi, ngươi thở dài về cuộc sống giàu có của Giang Nam. Cuộc sống của người nghèo vẫn còn quá khó khăn. Đến quán cơm nổi tiếng, tiệm không to, khách không đông. Nghe nói tiệm này chuyên ẩm thực, ngươi kéo A Lý Cổn ngồi xuống. Liền có cô nương trẻ đến tiếp đón. Cô nương trẻ tuổi muốn giới thiệu một số món ăn cho bọn ngươi, nhưng ngươi đã gọi mấy món rồi, cô nương ghi lại và truyền đạt với đầu bếp. A Lý Cổn, cũng không biết tôm long tỉnh này có ngon như lời đồn không ha? Đúng là mèo đói, ngươi gọi cũng không ít ha? Đó là hiển nhiên. Không lâu sau, cô nương trẻ liền mang thức ăn đến. Trên bàn bày đầy các loại thức ăn miền Nam. Tôm xào long tỉnh, cá quế chiên xù, cua hầm, rót canh. Đột nhiên một thiếu niên ăn mặc quý phái, ngồi vào ghế trống bên cạnh. Nhìn nó chỉ 8-9 tuổi, người vừa muốn lên tiếng, nó đã nói trước. Các ngươi là người trong cung. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, có tình báo liên quan tới các ngươi, phải đợi ta ăn no mới nói được. Ngươi cùng với A Lý Cổn nheo mắt nhìn, tên tiểu tử này y thân thuộc, lại nói ra thân phận của hai người, làm thế nào đây? Cảm thấy yêu cầu cũng không quá đáng, đợi hắn ăn no rồi hãy hỏi. Tiểu tử thấy ngươi đáp ứng, liền cầm lấy đũa gắp thức ăn vào chén. Ngươi lo sợ hắn sẽ ăn hết món ăn ngươi thích, liền cầm lấy đũa gắp theo. Sau khi ăn no, ngươi đứng dậy xoa xoa cái bụng tròn, bảo tiệm ăn này quả thực rất ngon. Cô nương, tính tiền. Ngươi đưa tay tìm túi tiền nhưng không thấy. A Lý Cổn bèn mỉm cười đưa tay lên eo của ngươi. Xém chút nữa tao quên, ví tiền của hai người đã bị trộm. Sao? Tiểu tử đó bình tĩnh ngồi uống trà. Sau khi cô nương trẻ tuổi ngồi cạnh nghe thấy, rất tức giận. Không ngờ các ngươi quần áo chỉnh tề, thì ra là đi ăn chực. Cô nương, không phải chúng ta đến để ăn chực đâu, chỉ là ta đã bị trộm túi tiền thôi. Cha ơi, nhanh lên. Dần dần, sao rồi? Bọn họ không chịu tính tiền kìa. Tiểu tử thấy sự việc ồn ào, liền đem sự việc mới nghe nói ra hết. Thì ra đứa bé cố tình đụng trúng để đánh lạc hướng, còn người đi cùng thừa cơ trộm túi tiền. Sau khi nghe tiểu tử giải thích xong, mới hiểu vừa ra khỏi cửa đã bị mất hết tiền. Người chỉ biết đến xin lỗi ông chủ. Ông chủ, thật xin lỗi, chúng tôi mới đến, bị kẻ trộm lấy mất ngân lượng. Tiền cơm hôm nay... Từ từ, cái này có chút giá trị. Chỉ thấy A Lý Cổn đưa ngọc bội bên mình cho ông chủ. Ngươi ngạc nhiên vội ngăn cản hắn. A Lý Cổn, tuyệt đối không được. Đây là vật quý giá ngươi luôn mang theo người mà. Không sao, cần giải quyết chuyện trước mắt. Hai vị khách quan, ta cũng không muốn làm khó hai người, nhưng bàn ăn ngon này, hay hai người ở lại giúp quán, đền bù chút tổn thất đi. Ông chủ cứ nói. Ông chủ thấy mọi người khôi ngô tuấn tú,
nên đề nghị mời chào khách nhân trong một ngày, xem như tiền cơm bữa nay. Vừa nghe yêu cầu không quá phận, liền đáp ứng ngay, còn kéo theo tiểu tử đang ngồi uống trà. Tiểu tử thúi, ngươi cũng có phần, mau qua đây phụ một tay đi. Thu hút mua bán là việc dùng trí óc, làm sao để có lợi ích tốt. Ngươi đề xuất A Lý Cổn múa kiếm để thu hút khách. Khi ngươi nói ra đề nghị, phát hiện sắc mặt hai người kia khó coi, khiến ngươi cảm thấy buồn cười. Thôi thôi, các ngươi tự dùng cách của mình để mời khách đi ha. Không ngờ hai người nghiêm túc lại thu hút được nhiều khách thế, đặc biệt là tên nhóc đó rất được khách yêu quý. Vì tỷ tỷ xinh đẹp, canh gà hầm đậu hũ dưỡng da, người ăn xong sẽ đẹp như tiên nữ. Không ngờ tên tiểu tử này dẻo miệng ghê luôn. Đột nhiên có một người đi đến, gọi tiểu tử biểu diễn, chọc bản thân vui vẻ. Ngươi nhìn kỹ, chẳng phải là người cướp bánh ngọt trước đây ư? Mau biểu diễn cho bổn đại dương xem, làm ta mất hứng, đập nát luôn cái tiệm của nhà ngươi. Sao lại là ngươi nữa? Đại nam nhân chỉ biết ức hiếp con nít, còn mặt mũi sao? Tráng hán nhìn A Lý Cổn đứng trước mặt ngươi, chỉ biết mắng vài câu. Người qua đường xem kịch tự rời đi. Ngươi đi đến chỗ tiểu tử đó, an ủi hắn. Lúc này, ông chủ gọi các ngươi về tiệm dùng cơm tối. Buổi tối thức ăn rất ngon. Chủ tiệm nghe nói các ngươi thích đồ ăn Giang Nam, nên tự tay làm vài món ngon. Cảm ơn ông chủ, thật không biết nên cảm ơn ông như thế nào nữa. Lẽ nào ta để bọn ngươi đói bụng sao? Mau ăn cơm đi. Ăn no nê, ngươi và tiểu tử thỏa mãn vuốt bụng. Lúc này A Lý Cổn đột nhiên buông đũa. Ngươi là Tứ A Ca Vĩnh Lộc? Không phải ta. Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của thiếu niên, A Lý Cổn càng chứng thực được phỏng đoán của mình. Ngươi tự ý chạy ra ngoài, Tấn Phi nương nương rất lo lắng. Không phải các ngươi cũng lẻn ra ngoài sao? Tại sao các ngươi có thể, còn ta thì không? Thấy A Lý Cổn và Vĩnh Lộc cãi nhau trên bàn ăn, một lúc sau mới biết hắn là A Ca. Ngươi đến ngăn lại, sợ người trong tiệm nghe thấy. Sáng mai chúng ta sẽ về thuyền chính. Vĩnh Lộc, ngươi phải quay về. Vĩnh Lộc trong lòng đầy miễn cưỡng, nhưng thân phận đã bị lộ, trước sau cũng phải trở lại thuyền. Vĩnh Lộc, mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ gọi ngươi dậy. Sáng sớm ngày hôm sau, ngươi tính đến cáo biệt ông chủ quán ăn, liền đến gõ cửa phòng Vĩnh Lộc. Gõ một hồi không ai mở cửa, bèn đẩy cửa vào, phát hiện cửa không khóa. Trong phòng không có người, tên tiểu tử Vĩnh Lộc này không phải trốn mất rồi chứ? Ngươi vội tìm A Lý Cổn báo tình hình. Lúc này con gái ông chủ cầm một chiếc giày tìm ngươi. Ta nhặt được giày bị bỏ quên ở sau cửa, là của các ngươi hả? Không tốt, đây là giày của Vĩnh Lộc mà, hắn xảy ra chuyện gì rồi? Vĩnh Lộc là A Ca, nếu có chuyện gì sẽ gây ra nhiều tai họa. Kéo A Lý Cổn ra phố, trên đường dòng người nô nức, ngươi dự tính. Dọc đường tìm kiếm tung tích của A Ca Vĩnh Lộc, bắt gặp cậu bé lấy trộm ví tiền trên đường, liền giữ nó lại, hỏi nó tại sao ăn cắp vặt. Ai ngờ bé trai dùng ngón tay chỉ về hướng tráng hán, nói bị người xấu khống chế, xin các người giúp đỡ. Đó không phải là tráng hán luôn gây phiền phức cho chúng ta hay sao? A Lý Cổn, chúng ta mau tới xem có chuyện gì đi. Tráng hán thấy cậu bé trốn sau lưng ngươi, tính bắt lại, ngươi liền can ngăn. Làm gì vậy? Có bọn ta ở đây, ngươi đừng mong làm khó y. Cứ đợi đó, đừng hòng giở trò. Ây da, đại hiệp tha mạng.
A Lý Cổn ra tay chế phục Tráng Hán. Tráng Hán bị đau, liên tục gian xin, A Lý Cổn mới buông tay. Vừa buông ra, hắn liền bỏ trốn. Sau khi tên Tráng Hán bỏ chạy, cậu bé tự mình khai bị bắt ép hỗ trợ trộm. Tên Tráng Hán đó là kẻ buôn người, chuyên bắt cóc trẻ nhỏ kiếm tiền sao? Bé trai gật đầu, còn hỏi các ngươi có phải đang tìm một thiếu niên mặc cẩm phục không? Cậu bé cho biết, Vĩnh Lộc bị những kẻ buôn người bắt giữ, đang bị nhốt trong hang ổ của chúng. Ngươi dò hỏi số lượng buôn người. Nếu cùng A Lý Cổn dùng kế điều hổ ly sơn sẽ cứu được Vĩnh Lộc. A Lý Cổn, người theo y cùng vào hang địch tấn công bọn chúng, còn ta sẽ lẻn vào tìm Vĩnh Lộc. Uyển Quân, chuyến này cực kỳ nguy hiểm, ta không ở bên nàng, nàng phải cẩn thận. Ăn mặc như vậy sẽ bị kẻ buôn người nhận ra, muốn lẻn vào sao quyệt phải ngụy trang cẩn thận. Ba người chia nhau hành động. Đứa bé nam quen đường dẫn A Lý Cổn vào, còn ngươi bẩn thỉu đi vào hang giặc, mượn cớ tìm vị trí của Vĩnh Lộc. Cậu bé cầm ngọc bội tùy thân của A Lý Cổn trong tay, giả mình trộm, thu hút tên buôn người tiếp cận. A Lý Cổn núp trong bóng tối đánh từng người một. Ngươi lúc đó giả dạng thành công, đến một phòng, sau khi thử mở cửa, phát hiện mấy đứa trẻ. Vĩnh Lộc! Vĩnh Lộc bị trói, miệng nhét giải. Ngươi nhanh chóng giải cứu. Những đứa trẻ khác cũng hướng về ngươi cầu trợ. Xem như đã tìm được Vĩnh Lộc bị giam giữ rồi. Bây giờ chỉ cần rời khỏi đây và đến điểm hẹn để gặp A Lý Cổn. Tiểu tử túi, ta không muốn về sớm. Tiểu tử túi, kêu ngươi đi với bọn ta, sao ngươi lại trốn hả? Ta không muốn về sớm. Nếu không phải chúng ta phát hiện tên buôn người trói ngươi, thì ngươi tiêu rồi. Chưa đợi ngươi dạy dỗ xong Vĩnh Lộc, những thương lái tuần tra liền đến gần. Nghe thấy tiếng bước chân, ngươi hoảng hốt. Khi kẻ buôn người nhìn thấy cánh cửa mở ra, hắn vội bước vào. Thấy quần áo của ngươi bẩn thỉu, còn nghĩ ngươi là ăn xin bị bắt trong hang cọp. Nè, ngươi ở đây làm gì? Thấy tên lái buôn chưa vạch trần thân phận của mình, ngươi liền kêu Vĩnh Lộc ngất đi, rồi cho uống chút nước mới tỉnh. Tên buôn người nghe xong, do dự một lúc, chưa cảnh giác ngươi. Ngươi, nhanh chóng ra trả tiền, nếu không tối nay khỏi có cơm ăn. Dạ dạ dạ. Sau khi thấy kẻ buôn người rời phòng, ngươi liền giúp đứa trẻ bị trói mở dây, kéo Vĩnh Lộc xông ra ngoài. Càng nghĩ về những kẻ buôn người, càng thấy không thoải mái. Ngoảnh lại thấy ngươi kéo Vĩnh Lộc chạy trốn, liền quay người đuổi theo. Dám lừa ta, mau đứng lại. Vĩnh Lộc, chạy mau, A Lý Cổn đang ở ngoài để chúng ta tập hợp đó. Nhìn thấy kẻ buôn người đuổi theo, ngươi đẩy Vĩnh Lộc một cái, quay đầu định kéo dài thời gian để Vĩnh Lộc chạy trốn. May mắn A Lý Cổn và cậu bé đến kịp, ra tay giúp ngươi đánh bọn buôn người, ngươi mới thoát khỏi. A Lý Cổn, ngươi lần nào ngươi cũng đến rất kịp lúc. Nếu như không có ta ở bên cạnh, ngươi phải làm sao? Bọn buôn người đều bị bắt trong phòng khóa lại. Ngươi cứu thoát toàn bộ trẻ con bị nhốt ở đây và hộ tống tới chỗ quan viên địa phương xong mới rời khỏi. Bọn buôn người đã hạ màn, quay về tốn quá nhiều thời gian. Bây giờ các ngươi cần chạy về đến đám lao sậy trước đó. A Lý Cổn kéo thuyền nhỏ được cất giấu ra. Người kéo Vĩnh Lộc lên thuyền. Ta không muốn về. Vĩnh Lộc, ngươi đừng có quá đáng. Uyển Quân, Tứ A Ca nghịch ngợm, ngươi đừng giận nó.
ta đâu có kêu các người đến cứu. Khó khăn lắm mới cứu được hắn ra. Không ngờ Vĩnh Lộc còn ở đây nổi khùng. Người bận cả ngày, cơn giận kìm nén bộc phát. Vì sự lỗ mãng của ngươi, suýt chút nữa đã trở thành kẻ ăn mày. Đến lúc đó Tấn Phi sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Dù ngươi có ham chơi đến đâu, cũng nên nghĩ cho mẫu phi của mình. Vĩnh Lộc cúi đầu, ngón chân sủi sủi vào đất, bị trách cũng không nói lại. Xin lỗi, Uyển Quân, ta không có ý giận nàng. Chỉ là lần sau đừng có nói như vậy, ta sợ phải nghe những lời đó lắm. Được rồi, ngoan ngoãn theo ta về. Sau này có cơ hội, ta sẽ lại đưa ngươi ra ngoài. Ngươi nói phải giữ lời đó, nếu không ta cáo trạng với mẫu phi. Đồng Giai đang ở chỗ hẹn để tiếp ứng mọi người. Thấy thuyền nhỏ xuất hiện, Đồng Giai rất vui sướng. Cập bến rồi, cũng xem như chúng ta đã đến con tàu tuần tra miền Nam. Không biết lúc rời khỏi có xảy ra chuyện gì không? Thì ra là ngươi bắt cóc Vĩnh Lộc. Ở nơi xa, Tấn Phi dẫn mấy cung nữ tức giận xông đến, liền giương tay kéo Vĩnh Lộc đang nấp phía sau ngươi. Mẫu phi, Trần Uyển Quân, trước kia hoàng hậu sủng ngươi, ngươi không kiêng dè gì, giờ còn dám cướp bảo bối Vĩnh Lộc của ta đi. Ta lừa hắn đi lúc nào? Ngươi chớ ngậm máu phun người. Đúng là một nữ nhân không biết lễ nghi. Hôm nay ta phải nói chuyện của ngươi trước hoàng thượng mới được. Tấn Phi hung hãn tiến đến, mắng ngươi là nữ nhân xấu xa cướp Vĩnh Lộc đi. Người lo lắng Tấn Phi sẽ dẫn người khác đến, chỉ có thể để Vĩnh Lộc tự giải thích. Vĩnh Lộc, tự ngươi đi giải thích với Tấn Phi đi. Ta... Tiếng ồn kinh động Nhàn Phi, người xuất hiện đúng lúc, khiến Tấn Phi an phận hơn nhiều. Ầm ĩ gì vậy? Không sợ kinh động hoàng thượng sao? Thần thiếp... Tấn Phi... Nếu đã tìm được Tứ A Ca rồi thì hãy mang về chăm sóc đi. Dạ. Vĩnh Lộc, theo mẫu phi về phòng. Tấn Phi kéo Vĩnh Lộc, trừng mắt nhìn ngươi rồi rời đi. Nhưng Vĩnh Lộc quay lại cười với ngươi. Các ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi, lát nữa còn có tiệc. Cảm ơn Nhàn Phi nương nương, thần thiếp trở về chuẩn bị. Hành trình Nam Tuần còn rất dài, sự hiểu lầm của Tấn Phi sẽ sớm được cởi bỏ thôi.